Chào các bạn nhé, video này mình test một cây sáo DG TXD02 tập son gửi về Đồng Tháp. Cái này thì hai đầu được bọc xương bò này. Trên đầu thì quấn rất là nhiều vòng cước này, theo phong cách cổ phong. Trông cây giáo khá là đẹp.